ra làm con phải biết hiếu thảo. Mẹ cha sinh thành dương dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều. Nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng hai mươi bốn gương hiếu thảo. Bộ phim Nhị Thập Tứ Hiếu. Tập 13. Mẹ cắn tay tim con đau. Tử Dư à, nghe cha hỏi nè, hiếu là sao? Hà Di cho rằng hiếu có ba: đại hiếu là tôn trọng, kế là không sỉ nhục, cuối cùng là nuôi dưỡng. Giỏi. Hà Di cảm thấy hiếu phân làm ba cấp bậc. Cấp bậc cao nhất chính là từ trong tâm, lời nói, hành vi để thể hiện tôn trọng cha mẹ. Kế đến chính là không sỉ nhục, đánh chửi cha mẹ. Thứ ba chính là nuôi dưỡng cha mẹ đến trăm tuổi già. Giỏi lắm, người có học dễ dạy. Có lẽ giờ đây cha không nên giữ chân con nữa. Phụ thân, Hà Nhi sơ sót, phụ thân xin đừng để trong lòng. Nếu như Hà Nhi có chỗ nào không đúng, Hà Nhi xin thứ sẽ sửa. Phụ thân xin đừng nói như vậy. Nè Tử Dư à, kiến thức của con hôm nay phụ thân không đủ khả năng dạy nữa. Cha nhớ là con luôn hy vọng được làm đệ tử của Khổng tiên sinh mà. Cha thấy giờ đã đến lúc rồi đó. Nhưng phụ mẫu vẫn còn. Hà Di không muốn rời xa cha mẹ. Ta đã nói rồi con vẫn không nghe. Vậy hiếu kính con để đâu? Vậy Hà Di xin nghe lời của cha. Vậy mới đúng đó. Phụ thân, mẫu thân, tiện đến đây thôi. Hà Di... Con trai, nhớ kỹ, nghe lời của tiên sinh, chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng ham chơi nghe con. Yên tâm đi phụ thân, yên tâm đi mẫu thân. Hà Di cáo từ. Con đi ha. Con đi nha. Năm 16 tuổi, Tăng Sâm theo lệnh cha đến làm môn hạ của Khổng Tử. Sau này trở thành một trong 10 đệ tử nổi tiếng nhất của Khổng Tử. 24 gương hiếu thảo. Mẹ cắn tay tim con đau. Lão sư, mời dùng trà. À, được. Nè, ngồi đi. Tạ lão sư. Hoàng đế đầu tiên là người có phẩm hạnh chí cao vô thượng và có đạo đức quan trọng nhất, đã quy thuận được lòng người trong thiên hạ. Người dân chung sống hòa thuận, con người cho dù là cao quý hay là thấp hèn, tất cả mọi người không có oán hận hay bất mãn. Các con có biết tại sao lại như vậy không? Lão sư, đệ tử không được thông minh, làm sao có thể hiểu được? Xin lão sư chỉ dạy. Đây chính là hiếu. Đó là nguồn gốc của mọi đức hạnh. Đó cũng là gốc rễ của giáo hóa. Con ngồi đi, hãy ngồi đi. Dạ, lão sư. Ta nói cho các con biết. Thân thể tứ chi của con người, thịt da, lông, tóc đều do phụ mẫu ban cho ta. Không được phá hủy hay tổn hại nó. Đó là bắt đầu của hiếu. Người sống ở trên đời tuân thủ nhân nghĩa đạo đức, làm tròn đạo hiếu, danh tiếng lưu truyền mãi về sau. Từ đó khiến phụ mẫu cảm thấy vinh hạnh. Đó là mục tiêu cuối cùng của hiếu. Gọi là hiếu, ban đầu là phụng dưỡng phụ mẫu song thân, cống hiến cho quốc dân, cuối cùng kiến công lập nghiệp, công thành danh toại. Tử Dư, con đang làm gì vậy? À, đệ tử đang ghi lại những lời dạy của lão sư, mong muốn phát dương quang đại tư tưởng của lão sư. Tăng Tử một người ham học hỏi, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành giai thoại của nho gia. So với các đệ tử khác của lão sư, đệ tử ngốc nghếch chỉ dựa vào bút ghi lại những lời của lão sư đã nói. Lão Phù dám chắc ngày sau học vấn của con chắc chắn sẽ cao hơn các sư huynh đệ. Đệ tử đa tạ lão sư. Được. Một người có thể yêu thương phụ mẫu của mình thì sẽ không ghét bỏ phụ mẫu của người khác. Một người có thể tôn trọng phụ mẫu của mình sẽ không thất lễ với phụ mẫu của người khác. Với một tấm lòng yêu thương cung kính, luôn tận tâm tận lực phụng dưỡng song thân, luôn lấy đức hạnh giáo hóa lê dân ba tánh, khiến thiên hạ ba tánh tuân thủ quốc pháp. Đó chính là hiếu đạo của thiên tử đó. Lão sư, con đã hiểu rồi. Người biết hiếu thuận với phụ mẫu mới có tư cách hoàn thành chuyện lớn, mới có đức, mới có thể làm cùng nhau. Năm thứ 11 Lỗ Ai Công, năm 484 trước công nguyên, Tăng Sâm 22 tuổi theo Khổng Tử về nước Lỗ. Khổng Tử gia ngữ có ghi: y phục thoáng mát canh tác, lâu ngày không nóng nực. Lỗ quốc quan ban tặng thực ấp, từ chối không nhận. Đại nhân, có tin tốt. Có tin gì tốt? Doanh địa ngài cai quản là một nơi rất trù phú. Ngài nói quốc quân về định thưởng dùng đó cho ngài. Doanh địa đã thoát khỏi khó khăn, ta đây đã mãn nguyện. Hiện nay ta đã viết xong tấu chương từ quan, làm phiền ngươi đem gửi tấu chương này cho ta. Đại nhân, ngài làm vậy là sao? Hiện nay mẫu thân ta tuổi đã cao, cô đơn hiu quạnh. Ta dự định về nhà ở bên cạnh mẫu thân. Tiểu nhân khẩn xin đại nhân, xin ngài hãy suy nghĩ lại thật kỹ. Ta đã quyết định rồi. Dân tấu này trình lên đi. Ngày hôm nay chúng ta cùng tới thăm Tăng Đại Nương để xem bãi như thế nào. Đại Nương, chúng tôi tới thăm bà. Trời ơi, mọi người tới chơi. Mời ngồi. Chúng tôi tới thăm bà đây. Đâu cần khách sáo như vậy. Tăng Đại Nương, bởi vì con trai bà làm quan bên ngoài, không có thời gian chăm sóc cho bà. Sau này chúng tôi sẽ thường xuyên tới thăm bà, tới nói chuyện cho bà đỡ buồn. Đúng đó, bà không cần phải khách sáo với chúng tôi đâu. Nếu sau này bà có cần gì thì bà cứ nói, chúng tôi sẽ tới ngay. Đúng rồi vậy đó. Con ở cạnh nhà của bà, có gì thì bà cứ chỉ gọi con. Đa tạ. Dạ, đa tạ mọi người. Nè, mọi người uống nước đi. Để tôi. Coi chừng nóng đó. Mẹ. Mẹ. Con bất hiếu Tăng Sâm đã trở về rồi. Con trai, con của mẹ đã trở về. Trở về là tốt. Mau đứng dậy. Hả? Mau đứng dậy, mau vào thắp nhang cho cha con. Linh vị Tăng Viên Sơn. Cha. Cha, con bất hiếu đã trở về. Cha, xin cha yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Cha yên tâm. Mẹ, mời mẹ ngồi. Mẹ, nếu thử xem, tất cả đều được trồng ở nhà của chúng ta đó. Mẹ biết rõ con là người làm chuyện lớn, con không thể suốt ngày ở nhà như vậy. Chỉ biết chăm sóc cho mẹ, không lo tới những chuyện lớn bên ngoài. Mẹ à, bây giờ con ở nhà dạy học trò, con cảm thấy rất tốt. Mẹ không hiểu đạo lý gì lớn lao, nhưng quốc gia bá tánh cần có con, nên con không thể vì mẹ bỏ mặc tất cả không lo như vậy. Mẹ à, cho Hà Di hỏi mẹ một điều. Theo mẹ nghĩ sức của một người mạnh hay là sức của 10 người mạnh? Đương nhiên là sức của 10 người mạnh hơn rồi. Mẹ nói rất đúng. Hà Di đang muốn đào tạo bồi dưỡng học trò của mình thành người hữu ích, giúp cho đất nước. Nếu như có một người giỏi hơn Hà Di thì thiên hạ sẽ thêm một phần phúc. Nếu có 10 người giỏi hơn Hà Di, 100 người giỏi hơn Hà Di, vậy thì sẽ không bao lâu nữa, người tài giỏi có mặt ở khắp mọi nơi. Đây không phải là một chuyện rất tốt đối với bá tánh thiên hạ hay sao? Con nói như vậy, mẹ thấy được. Chỉ cần con cảm thấy điều đó không sai thì cứ làm. Mẹ ủng hộ con. Mẹ à, chúng ta ăn cơm thôi. Được. Tăng đại nhân, Tăng đại nhân. Mẹ, để con ra ngoài xem. Đi đi con. Mẹ dùng nước. Tăng đại nhân, Tăng đại nhân. Sao người lại tới đây? Đại nhân, quốc quân không đồng ý cho ngài từ quan. Đại nhân, đây là thư của quốc quân viết, mời đại nhân xem qua. Quốc quân trọng tài của đại nhân, hy vọng đại nhân sẽ hồi thẩm chuyện ấy, trở lại làm quan, tân lực vì nước Lỗ. Đại nhân, đây chính là thành ý của quốc quân. Xin hồi báo quốc quân, nói là Sâm đây khó lòng phụng mệnh. Đại hiếu mà đại nhân luôn nói đến, đó là trung quân, ái quốc. Tiểu nhân bất tài, xin hỏi đại nhân từ chỗ ý tốt của quốc quân, xin hỏi đại hiếu của đại nhân đã để ở đâu rồi? Sâm không phải không muốn, mà là nước Lỗ bệnh đã vào xương. Trước có thầy ta bị Tam Hoàng ép đi, lại thêm quốc quân từ chối dùng sư tôn ta, lúc này khiến Sâm chí lớn lụi tàn, thật sự không còn tâm trí nào nữa. Với lại ngươi cũng biết rõ, phụ thân ta đã mất, Cao Đường vẫn còn. Ta không muốn đi xa, nên ta muốn ở nhà để chăm sóc cho mẫu thân. Xin hồi báo quốc quân, nói là Sâm đây khó lòng phụng mệnh. Đại nhân, Thầy biết rõ hôm nay con sẽ đi xa, nên đặc biệt chuẩn bị một món quà cho con. Những điều tâm đắc ở trong cuộc sống hàng ngày của thầy đây, của sư tổ con. Hy vọng con cố gắng làm tròn chức trách, tận trung với quốc quân, phát dương quang đại tư tưởng nho gia của chúng ta. Học trò ghi nhớ. Đại nhân, sao ngươi lại tới nữa? Ta đã nói rồi, ta sẽ không ra làm quan. Đại nhân dạy học trò tận tâm tận lực xây dựng nhân tài đường cột cho nước Lỗ. Quốc quân biết đại nhân vất vả nên đã ban thực ấp cho đại nhân. Đại nhân, bây giờ người đã là người có tước gì rồi? Ngươi nhận bổng lộc, gánh vác cùng quân. Cao đường Tăng Sâm vẫn còn, lại có rất nhiều học trò. Mong người hồi bẩm với quốc quân, nói là hiện nay Tăng Sâm tuy cuộc sống không được sung túc nhưng mà vô cùng mãn nguyện. Còn chuyện ban cho thực ấp, khó lòng phụng mệnh. Xin đại nhân hãy nghĩ lại. Suốt bao năm qua chưa có người nào từ chối ban thưởng của quốc quân. Ta đã quyết định rồi. Làm phiền ngươi hãy chuyển lời lại, nói là Tăng Sâm đa tạ hảo ý. Tăng Tử từ chối ban thưởng của quốc quân, nhưng danh tiếng tốt của Tăng Tử theo tương tử nho giáo được lưu truyền rộng rãi ở nhiều nước. Lỗ Điếu Công năm thứ 11, năm 456 trước công nguyên, khi Tăng Sâm 50 tuổi, Tề mời làm tướng, Sở mời làm quan doãn, Tấn mời làm thượng khanh. Đặc sứ nước Tề tới. Lão phu nhân, tại hạ xin bái kiến. Đặc sứ nước Sở tới. Lão phu nhân, tiểu nhân thay quốc quân bái kiến bà. Đặc sứ nước Tấn tới. Trời ơi. Lão phu nhân, sức khỏe thế nào? Các vị, xin hãy đợi một chút. Con trai tôi đang làm ở ngoài đồng, tôi sẽ nhờ người gọi nó về đây. Lão phu nhân đừng lo, chúng tôi không hẹn mà gặp. Đều đã chuẩn bị hậu lễ, muốn mời Tăng Tử xuất sơn, nên bây giờ lão phu nhân không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ ở đây chờ ngày ấy về. Trời ơi, làm như vậy đâu có được. Chúng tôi ở nơi này chờ đợi Tăng Tử, thể hiện thành ý của ba nước chúng tôi. Lão phu nhân cứ vào phòng nghỉ ngơi, không cần quan tâm chúng tôi. Mời. Thôi chúng ta vào phòng đi cụ mẫu. Hai vị mời ngồi. Mời. Đặc sứ ba nước quá nồng hậu với Tử Dư, nếu để họ đợi quá lâu, con trai ta sẽ có lỗi lắm. Người nói phải làm sao đây? Trời ơi. Ê, thường nói mẫu tử liền tâm, hay là ta thử một lần xem sao? Cụ mẫu, sao người lại? Dạ thưa mời khách quan ạ. Không sao. Lại coi. Sao làm gì vậy? Chẳng lẽ nào? Mẹ. Chạy đâu vậy? Quên mất muỗi nè. Mẹ. Tăng Tử. Mẹ. Hả? Mẹ. Hà Di bất hiếu. Lúc này Hà Di gánh củi về già, tim thấy đau nhói. Trong lòng nghĩ mẹ tìm Hà Di có việc, xin mẹ trách phạt. Con đứng dậy đi. Mẹ, tay của mẹ bị làm sao vậy? Mẹ thấy đặc sứ các nước đã tới đây, mẹ sợ thất lễ với họ, tiếp đãi không chu đáo nên mới cắn móng tay. Thật không ngờ là con trai với mẫu thân lòng nối liền nhau nên đã vội vàng về đây. Cắn tay tim đau biểu đệ, lòng hiếu thảo của đệ quả thật như lời đồn. Ê con trai, mau ra ngoài tiếp đón đặc sứ các nước đi. Tuân lệnh. Tăng Tử. Tăng Tử. Các vị, lúc nãy Tăng Sâm lo cho gia mẫu, không kịp ra tiếp đãi, mong các vị lượng thứ cho. Tăng Tử quá lời rồi. Mục đích các vị tới đây, trong lòng Tăng Sâm hiểu rõ. Ý tốt của các nước, Tăng Sâm xin nhận lấy. Nhưng mà Tăng Sâm không thể làm theo ý các vị được. Tăng Tử, sao ngài lại từ chối chứ? Chẳng lẽ Tăng Tử chê thành ý của nước Tấn hay sao? Quốc quân nước Tề muốn mời Tăng Tử làm tướng, tiếp mưu của Quảng Trọng, tiếp bá nghiệp hàng công. Nước Sở mong Tăng Tử làm định doãn, bật tiếng Trung Nguyên, lập công lao lưu danh vạn thế. Các vị chắc chưa nghe, Tăng Sâm từ khi theo phu tử, mọi việc đều được thuận theo chữ nhân. Kiêm ái, không công, dạy dân chữ đức hiếu. Các nước muốn bành trướng bá nghiệp, vì lòng ích kỷ khiến lê dân bá tánh rơi vào cảnh chạy loạn, khốn khó làm than. Không phải đó là ý của Sâm. Ta ngày 3 lần kiểm điểm, làm người phải biết đến trung hiếu, với bằng hữu phải biết giữ chữ tín, có lỗi phải sửa ngay. Ý tốt của các vị, Tăng Sâm xin nhận lấy. Tăng Sâm suy nghĩ rất kỹ, vô cùng khó xử. Trên không thể có lỗi với quốc quân các nước, dưới không thể có lỗi với lê dân bá tánh, đành phải từ chối các vị. Tăng Tử là người thật thà, chúng tôi vô cùng khâm phục. Chúng tôi vô cùng khâm phục. Vài năm sau, mẹ, con cũng muốn đi, mẹ. Con ngoan đi, con ở nhà tự chơi nha, mẹ đi chợ sẽ mau về mà, ha. Không chịu, con cũng muốn đi. Con ngoan đi, đợi mẹ đi chợ về nhà, mẹ sẽ làm thịt heo trong nhà, nấu nồi thịt cho con ăn, chịu không? Dạ, được. Mau vào nhà đi. Phu quân, thiếp ra ngoài chợ mua ít đồ. Phu quân, thiếp đã về rồi. À, nương tự vất vả rồi. Nương tử, chúng ta đi giết heo thôi. Giết heo? Tại sao vậy? Lúc nãy trước khi nàng đi chợ, không phải đã nói với con sẽ giết heo cho nó ăn hay sao? Thiếp chỉ nói đùa với con thôi mà. Nương tử à, không thể nói chơi với con những chuyện như vậy được. Tại sao vậy? Bây giờ con vẫn còn nhỏ, cần phụ mẫu như chúng ta làm tấm gương cho con. Nàng nói đùa với con như vậy, không phải là nói dối con hay sao? Sau này con trẻ không tin mẫu thân nữa, đây không phải là cách dạy đúng đắn đâu. Vậy phải làm sao? Phải giết heo thật sao? Trong Khổng Tử khổng cấp của Khổng Tử, tự Tử Tư có ghi, thầy là Tần Công, sao truyền cho Mạnh Tử. Do Tăng Sâm lãnh ngộ được đạo lý của Khổng Tử, sau phát triển tư tưởng Mạnh Tử, tuy kế thừa tư tưởng nho gia của Khổng Tử, nhưng có những bước xây dựng và phát triển mới. Tăng Sâm là người kế thừa chủ yếu và là người truyền bá tư tưởng học thuyết của Khổng Tử, là người có địa vị quan trọng trong việc kế thừa phát triển văn hóa Nho gia. Cuối cùng, Tăng Sâm đã đi vào điện đường Đại Nho cùng Khổng Tử, Nhan Tử, Tử Tư, Mạnh Tử, được tôn làm 5 đại thánh nhân, được người đời sau sùng bái. Nam Mô A Di Đà Phật.